Nhằm triển khai thực hiện luật trẻ em 2016, thời gian qua các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động mô hình sáng tạo, hiệu quả cho thiếu nhi địa phương, góp phần thực hiện quyền trẻ em. Một trong những mô hình thiết thực có thể kể đến là việc thành lập và hoàn thiện hội đồng trẻ em từ cấp thành phố đến cơ sở. Tại các kỳ họp hội đồng trẻ em, các đại biểu thiếu nhi đã có cơ hội trao đổi, trình bày ý kiến về hiệu quả của việc triển khai luật trẻ em 2016 trên địa bàn, những vấn đề khó khăn mà các em và các bạn đồng trang lứa đang gặp phải. Qua đó phát huy quyền tham gia của trẻ như một nhân tố tích cực trong quá trình cải thiện các điều kiện sống, phát triển của trẻ em. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi trong tình hình dịch bệnh như thế này, nhưng thành phố vẫn luôn cố gắng để có những sự quan tâm giúp đỡ cho trẻ em và đã tổ chức kỳ họp trẻ em thành phố thường niên. Em hy vọng các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục có những sự quan tâm sâu sát hơn đối với trẻ em, thúc đẩy nhiều hơn 4 nhóm quyền trong luật trẻ em 2016. Em mong muốn là mọi người sẽ tiếp thu những cái ý kiến cũng như là những cái đóng góp để giúp xây dựng một thành phố Đà Nẵng thân thiện, lành mạnh với trẻ em ạ. Có thể nói thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến trẻ em, đến sự an toàn, phúc lợi và quyền của các em. Vì vậy, các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là hội đồng đội thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực tạo ra các kênh để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn thân thiện với trẻ em. Qua thời gian triển khai các cái hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, thì thành đoàn hội đồng đội thành phố thấy được rằng các em đã trưởng thành tự tin hơn nhiều và cũng đã mạnh dạn trình bày ý kiến, quan điểm cũng như suy nghĩ của mình trước các cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo. Thời gian tới, hội đồng đội thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi cũng như nâng cao chất lượng mô hình hội đồng trẻ em, qua đó kịp thời lắng nghe, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của trẻ em, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.